Xin chào mọi người. Hôm nay thì gia đình của Hiền đang đi vòng vòng chơi. Có dịp cho nên Hiền sẽ quay một cái khu vực khác để cho mọi người xem ha. Đây nè, em này mới thức dậy cho nên cái mặt còn lơ tơ mơ, giống như là đang ngủ mơ mọi người ha. Trời ơi, coi mắt trợn kìa mọi người ơi. Đây nè mọi người, mấy căn nhà ở đây á. Do you think that the houses around here has a bit of space or they're on stuck up together? Those ones there look pretty close together. Yeah. Thì ở cái khu vực này á, nhà khá là sát sát nhau hay mấy bạn ha, giống như là đất ít đó, cho nên nhà nhìn san sát nhau hết trơn à. Bên trái đó là cái gì vậy ta? Is that a parking? Như là chỗ đậu xe. À, đó là cái chỗ đậu xe cho xe buýt đó mấy bạn ha. Đây, bây giờ là buổi chiều, cho nên nhìn bầu trời khá là tối tối. Không biết mấy bạn nhìn thấy tối không? Hiền quay vô thì Hiền thấy nhìn vẫn sáng đó mấy bạn. This is quite a quiet area, isn't it? Yeah, that's why I want to film it so everyone can see, you know. Cái khu vực này giống như chồng của Hiền mới vừa nói là cái khu vực này khá là yên lặng mấy bạn. Ít thấy xe mà cũng ít thấy người đi vòng vòng nữa. You don't see a lot of cars or anything around here, isn't it? Đây nè mấy bạn ha, ở đây là mấy bạn có thể thấy cái biển chỉ dẫn đường, nếu mà chạy quẹo qua bên trái thì sẽ qua Sunshine Coast và Deception Bay. Where is Deception Bay, Bob? Deception Bay? Yeah. Is out near Redcliffe. Out near Redcliffe, alright. Cây hả mọi người ha? Cây không? What are those houses on the left? They look a bit weird to me. Are they like factories? Oh, yes. Đây nè mọi người ha. Thì hiện thấy khu vực này có mấy cái xưởng nè. Cho nên đó mọi người nhìn có thấy được không? Phía sau cái hàng cây là xưởng đó mọi người. Wow. Yeah, that's an industrial estate. Yeah. Industrial area. Chồng Hiền nói đây là khu vực mà giống như là industrial đó mọi người. Có nghĩa là xưởng đồ, xưởng sản xuất đồ đó. Khu công nghiệp đó mọi người ha, công nghiệp á. Wow. Thấy mọi người nhìn thấy không? Đây, đây là một cái xưởng sản xuất cái gì đó. Đó là cái xưởng cái gì ta? Furniture, hàng nội thất đó mọi người. Còn cái đó SAR hiện cũng không biết là cái gì. Ồ, có cái cây đó, nhìn mọi người nhìn thấy không? Lá vàng hoe luôn vậy á. True Metal Solution. Cái đó là cái gì về kim loại đó mọi người ha. Còn cái này metal for our roof. Metal for the roof. Yeah. Our roof's made out of collarbone. Yeah. So you mean that place like manufacturing sheet metal. Yeah, metal sheet. Okay. Thì cái chỗ sản xuất kim loại đó chồng Hiền nói là giống như là sản xuất ra mấy cái mái nhà mà bằng kim loại đó mọi người ha. Ồ, nhìn ở đây nè, đúng là xưởng không luôn á. Glass product. Là ở đó là họ sản xuất về kiến đó mọi người. Đây, cái này là cái gì? Switch gear. Chắc là cái gì về đó, về xe hơi hay gì đó. Hiện giờ thì hôm nay Hiền quay như vậy là cũng chiều chiều rồi. Hôm nay quay vậy cho mọi người xem lạ lạ ăn tí ha. Xem buổi chiều á mọi người ha. Nhìn thấy vắng mọi người ha. Đó, cái đó là có biển quảng cáo về đồ ăn kìa. Đó mọi người thấy không? Ban đêm đó, nhìn thấy cũng nhiều đèn quá mọi người ha. Mỗi lần mà tới mấy khu vực mà nhiều cây gì nữa, cái Hiền phải ngừng lại để không thôi mọi người coi cảnh này cũng chán. Út à, chúng ta đang đi đâu đây con? Chúng ta đang đi đâu? Ôi trời ơi, nhìn cái mặt kìa. Vừa thấy máy quay cái là con mắt tròn xoe nhìn các bạn kìa. Cười các coi con. Trời ơi, con mắt kìa, con mắt kìa. Ơi, con mắt con làm gì đó? Con mắt tròn xoe nhìn các cô các chú hả con? Cô chú và các bác phải không? Và ông bà anh chị. Các bạn ơi, không biết các bạn có thấy được không? Có một miếng kim tuyến dính trên miệng Airwood mà nãy giờ mẹ Airwood gỡ hoài chưa ra được. Ôi trời trời. Đó.
Cái này là có nghiệp diễn rồi hay sao các bạn ơi, cứ thấy máy quay là biết diễn à. Hello. Cười cho mẹ coi cái coi. Cười cái coi. Không cười hả? À? Ôi vòng vòng ở đây mấy căn nhà nhìn cũng khá cũ ha mấy bạn. Ở đây là house in around here look pretty old isn't it? Đây là cái khu vực nhà khá là cũ mấy bạn thấy không? Tại vì cái hàng rào á nó che lại. Có nhiều người khi mà đến Úc á thì nói là ở Úc thì họ chỉ thấy nhà cấp 4 như thế này thôi. Thật ra đó không phải là sự thật hay mấy bạn. Đó là tùy khu vực mấy bạn à. Đó, phía bên trái đó là một công viên. Nhìn khá vắng nha. Đây nè, khi mà những căn nhà này á, đặc biệt là những căn nhà mà ở đường lớn thì họ thường xây cái hàng rào để bảo vệ khỏi âm thanh đó mấy bạn. Bảo vệ mấy căn nhà này khỏi âm thanh quá lớn từ xe cộ chạy trên đường nè. Đó mấy bạn thấy không? Nhà nhìn cũ ha. Căn này nhìn đỡ đỡ hơn tí nè. Đó, qua đây là mấy nhà cũ nữa. Cái hàng rào mấy bạn cũng thấy cũ. Đã thấm rêu phong. Thôi các bạn ơi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tụi mình. Nhớ nhấn đăng ký nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui.